Bế tắc trong ngoại hình là nỗi thống khổ của những hoàn cảnh khiếm khuyết. Gương mặt biến dạng, bị xã hội kỳ thị, bị người đời xa lánh. Năm 2010, một thương hiệu thẩm mỹ ra đời, thắp lên hy vọng cho những hoàn cảnh khiếm khuyết, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam. Nhắc về phẫu thuật thẩm mỹ, ai cũng nghĩ đến những giá trị làm đẹp đơn thuần. Nhưng chàng bác sĩ ngoại khoa xứ Quảng lại ôm hoài bão thẩm mỹ điều trị, sửa lỗi tạo hóa, chữa lành nỗi đau cho những hoàn cảnh khiếm khuyết. Năm 2010, sau thời gian tu nghiệp tại Hàn Quốc, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung mang thương hiệu JW về Việt Nam. Đến năm 2016, JW thay đổi giá trị thương hiệu từ thương hiệu thẩm mỹ làm đẹp thành thẩm mỹ điều trị. Bước chuyển mình để đưa thương hiệu JW từng bước chinh phục vị trí bệnh viện thẩm mỹ đẳng cấp số 1 Việt Nam. Hơn 2.000 trường hợp khiếm khuyết thay sắc đổi đời sau chiến dịch phẫu thuật thiện nguyện là minh chứng khẳng định sứ mệnh nhan sắc mới, khởi đầu mới của thương hiệu JW. Bệnh viện JW nỗ lực hoàn thành trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn khắp cộng đồng. Hơn một thập kỷ, JW đã từng bước khẳng định giá trị thẩm mỹ điều trị trong và ngoài nước, thay đổi quan điểm về tạo hình thẩm mỹ. 5 năm liền là bệnh viện có điểm chất lượng 83 tiêu chí, đứng đầu danh sách bệnh viện thẩm mỹ uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Là bệnh viện thẩm mỹ Việt Nam đầu tiên đạt giải Á quân Hiệp hội Nội khoa Hoa Kỳ, cúp vàng thành tựu y khoa, huân chương lao động hạng 3 và hàng loạt giải thưởng y khoa danh giá. Thẩm mỹ điều trị đã, đang và sẽ luôn là triết lý đưa thương hiệu JW phát triển bền vững và khác biệt. Bệnh viện JW Hàn Quốc, chất lượng nhân văn. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.